Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1419 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email iv thi a gmail com hoặc là qua fanpage misu thi thanh phạm để cho thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ bạn nữ này quê ở bến tre bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do ông ngoại của bạn đã kể lại câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước thời điểm đó ông ngoại của bạn vẫn còn trẻ ông ngoại kể rằng á, hồi xưa kế cạnh bên nhà của ngoại có nhà của một ông ông này mình sẽ gọi là ông bảy vào năm 1960, ông Bảy này 20 tuổi, năm đó ông Bảy cũng mới vừa cưới vợ luôn. Thì sau một thời gian vợ của ông Bảy mới mang thai, mà thời điểm đó ở miền Nam Việt Nam vẫn còn Mỹ, nó hay gọi đi lính đó các bạn. Thì khi mà vợ của ông Bảy vừa mới có bầu thôi thì ông Bảy cũng bị gọi đi lính. Ông Bảy không có muốn đi, cho nên hai vợ chồng ông Bảy đã quyết định bỏ trốn lên vùng buôn mê thuộc thì khi mà mới lên đây hai người gặp rất là nhiều khó khăn nhưng cũng may mắn là có người dân trên đây người ta giúp đỡ tận tình lắm người ta chỉ cho cái chỗ nào có thể khai hoang ở được rồi sau đó người ta còn giúp cho vợ chồng ông bảy á, cất một cái căn nhà lá nhỏ để mà hai người ở ha thì trước đó ông bảy có nghề làm thợ mộc cho nên khi mà lên buôn bê thuộc sống á thì ông bảy cũng làm thợ mộc Ông làm mấy cái bàn, mấy cái ghế để mà đem đi bán. Còn bà Bảy thì trồng các loại cây ngắn ngày. Thứ nhất là để ăn. Thứ hai là đem bán để mà đổi gạo. Mặc dầu làm rất là nhiều nhưng mà vẫn không có đủ ăn. Đồng thời cái lúc đó bà Bảy lại đang có bầu. Cho nên á bà rất là yếu các bạn do là không có được bồi bổ á. Thì lúc này ông Bảy mới quyết định rằng là tại vì nhà của ông bà bảy nằm gần với lại một khu rừng, thì ông bảy tính là ban ngày ông sẽ vẫn làm thợ mộc bình thường, rồi ban đêm á ông sẽ đem bảy vào trong rừng để mà đặt. thí dụ như nếu đặt được thú nhỏ thì để cho bà bảy ăn bòi bổ, còn nếu mà đặt được thú lớn á thì một phần mình ăn, một phần mình có thể đem bán để mà đổi gạo được ha. thì ông bảy tính như thế và đã làm như thế. Thì từ khi mà ông Bảy đi đặt thú ở trong rừng á Thì ông hay đặt được mấy con thỏ nè Rồi mấy con trồn, mấy con vật nhỏ nhỏ Có nhiều con cũng rất là lạ Bà Bảy nhìn bà Bảy sợ Nhưng mà vì con bà vẫn cố gắng ăn Thì từ khi mà ông Bảy làm cái công việc như vậy á Thì cái cuộc sống gia đình của ông đỡ hơn là không có thiếu ăn nữa nha các bạn cho tới khi mà bà Bảy sanh con á Thì bà đã sanh được một bé trai rất là kháu khỉnh Ông Bảy vẫn làm công việc vậy Rồi tới khi đứa nhỏ được hơn một tuổi á thì ông Bảy vẫn đi đặt thú vào ban đêm, ba ngày vẫn làm thợ mộc bình thường. Thì nói chung á là rất bình thường, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó sau khi mà làm xong một cái bàn Thì lúc này trời đã chạm vạn rồi Ông Bảy mới lật đật đi lấy Bảy để mà đem vô rừng đặt ha Sau đó ông mới đi về để mà ngủ Cho tới sáng hôm sau ông mới đi vô rừng Để mà coi Bảy của mình dính con gì Thì lúc đó ông thấy dính một con heo rừng con heo rất là to các bạn, ông rất là mừng luôn con heo bị dính bẫy nó đang nằm nó rên thấy cũng tội lắm nhưng mà ông nhìn ông mừng là tại vì từ nào tới giờ á ông đặt á thì chỉ đặt được mấy con thú nhỏ nhỏ thôi chứ chưa bao giờ mà đặt dính heo rừng mà to như vậy thì ông mừng lắm ông mới lấy dây thừng để mà ông cột con heo xong rồi ông mới lôi nó về các bạn thì khi mà loi được về tới nhà do con heo này nó cũng to nó nặng cho nên ông bảy rất là mệt bị kiệt sức thành ra ông mới gọi bà bảy ông nói rằng là em em chợ hôm nay hên quá trời luôn bình thường á đặt bảy toàn là dính mấy con nhỏ nhỏ hôm nay dính được nguyên con heo rừng bự chản luôn thì bây giờ á à, em đi ra làm sao em bắt nồi nước đi để chút xíu nữa anh làm thịt nó anh vô anh ngủ chút xíu tại vì mệt quá à khi nào mà nước sôi á thì em nhớ gọi anh dậy nha thì bà bảy cũng dạ xong rồi bà mới ra phía sau để mà bắt nồi nước ông bảy thì đi vô nhà mới leo lên dẫm tính là sẽ nằm ngủ thì khi mà ông vừa mới nằm xuống mới vừa thiêu thiêu thôi các bạn thì ông mới thấy có một người đàn bà mà cái bà này nha bả dẫn theo bốn đứa con mà ông nói rằng á ông còn nhìn thấy bốn đứa nhỏ là hai trai và hai gái mà năm người á người nào người nấy mặc bộ đồ màu trắng cái bà này á ha cái mặt của bà ấy trắng xác à đầu tóc thì rủ rượi bà ta mới dẫn bốn đứa nhỏ bước vô trong nhà của ông luôn đi lại gần ông mà cái chân của bà ấy á là đi cài nhắc cài nhắc cài nhắc thì lúc mà bà bước vô á bả khóc quá trời bà mới nói với ông bảy rằng á là chú ơi chú chú ơi chú làm ơn chú tha cho tôi để tôi đẻ mấy đứa nhỏ ra cái đã thì khi mà nhìn thấy cái bà này sao mà cái mặt lão quắc không có quen Mà bà mặc nguyên bộ đồ trắng Ông Bảy nhìn cái chân bà đi cày nhắc á Thì ông Bảy nhìn xuống thì ông thấy rằng á ha Cái chân của bà này bị thương Mà máu á các bạn là chảy mà nó ướt cả cái ống quần luôn Ướt nhẹp đỏ quét luôn vậy đó Thì lúc này á tự nhiên cái bà này nói rằng Chú ơi chú chú làm ơn chú tha tôi để tôi đẻ mấy đứa nhỏ cái đã Tự nhiên nói vậy mà ông có làm gì ai đâu có biết bà này là ai đâu Cho nên ông mới bàn hoàng Ông mới ngồi bật dậy Ông mới hỏi rằng nó là ủa cô Cô nói gì vậy cô nói gì sao tôi không hiểu Tôi đâu làm gì cô đâu Mà cô là ai vậy Xong cái nhìn xuống cái chân bà đó Thì ông bảy hỏi rằng cái chân cô làm sao vậy Cô bị thương hả cô bị thương hả Thì cái bà này không có trả lời Mà bà ta dẫn bốn đứa nhỏ Đi ra ngoài xong rồi mất hút luôn Thì ông bảy cứ kêu rằng cô ơi Cô ơi cô, cô nói gì tôi không hiểu cô ơi sao vậy cô bật chân cô bị thương kìa băng bó vết thương đi rồi hãy đi cô ơi cô ơi cô ơi mà cứ kêu vậy thì khi mà ông bảy kêu vậy ông bảy mới bị giả một cái bóp vô mặt ông bảy mới tràn tỉnh mới biết rằng là bà bảy vừa mới tán vô mặt mình thì bà bảy mới hỏi rằng là anh ơi anh sao vậy anh anh làm gì mà anh ngủ mà anh la quá trời vậy anh kêu cô cô ơi cô mà cô nào đâu có cô nào đó anh sao vậy sao vậy thì lúc đó ông bảy mới biết rằng mình vừa mới trải qua một giấc mơ thì ông bảy cũng sợ rằng vợ mình lo cho nên ông mới nói với bà bảy rằng là không có gì đâu anh nằm mơ thôi mà em nấu nước xong chưa cái bà bảy nói em nấu xong rồi á anh đi ra làm đi cái lúc này á ông bảy mới đứng dậy đi ra mới lo con heo ra ngoài sàn nước ở phía sau thì ông Bảy kể rằng lúc đó con heo nó vẫn còn sống nha các bạn Và khi mà ông loi nó ra tự nhiên ông nhìn vô Cái mặt của con heo này mà ông rợn da gà Là tại vì cái mắt của nó nhìn ông rất là kỳ Ông nói rằng đó là nó nhìn ông theo cái kiểu mà thù hận đó các bạn Và ông có cảm giác rằng cái đôi mắt của nó lông lên Nó sòng sọc lên và nổi lên những cái tia máu ở trong mắt để mà nhìn ông vậy đó Nhìn sợ lắm cho nên nó là ông mới né Ông không có dám nhìn vô mặt nó Thì cái lúc đó ông mới suy nghĩ Về cái giấc mơ mới nãy Ông nghĩ rằng Ủa sao tự nhiên mình nằm mình thấy gì lạ vậy ta Lạ vậy ta nhưng mà Ông không có nghĩ thêm nữa Ông không, không có nghĩ xa hơn nữa là về con heo Mà Ông nghĩ rằng đó là thôi Để mình làm cho xong con heo này cái đã Rồi là một phần thì để cho nhà ăn Một phần đem đi bán thì lúc đó đó ha ông mới lấy dao đầu tiên á là ông cắt cái cổ họng nó trước chờ lúc đó nó la quá trời la luôn thi thì thi không có biết cái quy trình làm heo ra làm sao nhưng mà ông bảy kể là lúc đó ông cắt cái cổ của nó trước các bạn nó la mà nó gào thét thì đương nhiên heo mà bị thọc tiết nó la dữ lắm thì khi mà ông làm ông cũng suy nghĩ tới vấn đề đó cái ông ấy dở vô đầu ông vậy nè mệt quá hả lo làm đi lo làm cho lẹ nghĩ nghĩ cái gì bâng quơ gì nãy giờ tùm lum hết trơn cái ông không nghĩ nữa ông lại tiếp tục làm xong rồi tới khi mà ông mổ bụng cái con heo này á thì ông mới quảng hốt là tại vì trong bụng con heo này có bốn con heo con nó đang có chữa các bạn thì ông bật ngửa ra sao luôn ông mới ngồi ông mới sững sờ cái ông mới nhớ lại cái giấc mơ của ông mới nãy trời ơi mới nãy mình thấy cái bà đó bà dẫn bốn đứa nhỏ mà thấy rõ ràng là hai đứa con trai và hai đứa con gái thì ông mới lật đật ông ngồi dậy ông mới thử kéo bốn đứa con ra thử ông lật lên thì ông coi á ông thấy rằng nó là có hai con heo đực và hai con heo con cái các bạn thì nó trùng hợp quá đi ông suy nghĩ rằng nó là trời sao mới nãy mình thấy vậy rồi bây giờ vậy trời sao ghê quá vậy cái ông cảm giác giống như là có chuyện chẳng lành á cho nên nó là ông đã quyết định không làm nữa mà ông kiếm bao để mà ông bỏ xác mấy con heo vô thì ông bắt đầu cột lại và ông lo vô trong rừng để mà chôn các bạn thì khi mà chôn á là ông đã khấn vái ông nói rằng là do ông không có biết ông không có biết tại vì gia cảnh nhà cũng nghèo khổ quá cho nên ông mới đi đặt bẫy như vậy rồi bây giờ á đặt chúng như vậy đó rồi báo mộng cho ông biết nhưng mà Tại vì ông vô tri á, ông không có hả là suy nghĩ nhiều. Thành ra bây giờ ông đã lỡ giết rồi thì bỏ qua cho ông. ông hứa rằng á là ông sẽ ăn chay một tháng, đồng thời là sẽ không có đi vô rừng đặt bẫy một tháng. Thì sau khi mà chôn cất rồi khấn vái xong ông mới đi về. Khi mà đi về á thì bà bảy mới ra hỏi ông rằng á là ủa anh sao mà Ờ, uh, anh lo con heo đi đâu rồi vậy Thì ông mới nói gió vợ Tại vì ông sợ rằng bà Bảy lo Thành ra ông mới nói dối rằng là tại vì con heo đó nó bị bệnh em ơi Cho nên nó là ăn không có được Thành ra anh đem nó vô trong rừng anh chôn rồi Chứ để mất công lây bệnh Thì nghe vậy bà Bảy cũng không có hỏi thêm nữa Thì sau đó ông mới bày cái công việc của ông bình thường là thợ mộc để mà ông làm Thì khi mà ông làm á Cái ngày hôm đó ông không làm được các bạn Tại vì bình thường ông là một người thợ rất là thạo nghề Lành nghề lắm Ông làm giỏi lắm nhưng mà cái ngày hôm đó ông cứ suy nghĩ về cái chuyện con heo á. Cho nên đó là ông không có làm được và khi ông làm nó giống như nó cứ bị trượt trượt rất là kỳ. Nó không có ngay thí dụ như mình muốn làm ngay chốc đó nhưng mà giống như là nó bị gạt cái tai á các bạn khiến cho nó bị trượt 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 vậy nè. Thành ra ông làm không được, ông làm hoài cũng được cái ông mới bỏ qua bên. Cái cũng ăn cơm xong rồi tới uh, chiều chiều gần tối á thì ông mới buồn bực trong lòng tại vì nghĩ tới cái chuyện hồi sáng ông lo lắng đó các bạn thì ông mới nói với bà bảy rằng á là em ở nhà giữ con nghe anh qua bên nhà của bác hai cái bác hai là cái người hàng xóm gần nhà ông nhất thì lúc đó là ông mới qua bên nhà của bác hai kia hai người mới bày ra để mà uống rượu nhậu và ông cũng có kể lại cái chuyện mà hôm nay ông gặp cho bác hai đó biết thì bác hai đó cũng chắc lưỡi nói rằng thôi lỡ rồi thôi à mày khấn quá làm sao á thì mày nhớ làm à đừng vô rừng đặt bảy tháng chứ lại nhớ ăn chay tháng thì hôm đó nhậu là cũng là nhậu chai chứ không có nhậu mặn nha nhưng mà khi mà nói chuyện với bác hai rồi uống rượu vậy đó ông vẫn không có nguôi suy nghĩ tới cái chuyện đó cho nên á khi mà thấy trời sập tối xuống á thì ông mới nói với bác hai rằng là thôi à, để em đi về cái cái à, bác hai kêu ừ thôi về nghỉ đi cái ông bảy cũng đi về khi mà ông Bảy đi về nhà Lúc này ở trong nhà Thì bà Bảy đã thắp ngọn đèn dầu lên rồi Trong nhà là có ngọn đèn dầu leo lói ha Khi mà ông Bảy vừa bước vô nhà Thì ông Bảy nhìn thấy bà Bảy đang ngồi dưới đất Mà cái mặt của bà thì say vô trong vách đó các bạn Mà bà ngồi bà rên hừ 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 luôn Thì khi mà vô thấy vợ mình ngồi dưới đất Cái ông Bảy mới hỏi rằng là Ủa sao mà tự nhiên em ngồi dưới đất vậy em mà sao ngồi say mặt vô giáp vậy em bị gì vậy Cái không nghe bà trả lời Không nghe trả lời Cái ông bảy mới nhìn qua bên giường Thì không thấy đứa nhỏ đứa con đâu Cho nên ông mới hỏi rằng là Ủa con đâu rồi em Sao vậy mà sao ngồi vậy đó Anh hỏi mà không trả lời em Ủa em bị đau chỗ nào hả Đau đưa anh coi coi Thì ông mới ân cần tính là sẽ Tiến đến để mà coi vợ mình bị cái gì nhưng cái lúc mà ông vừa tiến tới gần á thì bà bảy này á bà mới quay qua. Thì khi mà bà quay qua ông mới giật mình ông khựng lại là qua cánh đèn dầu leo lét đó, ông nhìn thấy rằng á là cái mặt của bà máu không. Thì ông mới khựng lại, ông mới hỏi rằng ủa, em sao vậy? Em sao vậy em? Thì lúc đó đó bà bảy bà đang ngồi chèm bẹp dưới đất. Bà mới xoay hẳn lại luôn, xong rồi bà mới đứng lên, khi mà bà đứng lên đó thì ông tá quả tam tinh là cái gì các bạn biết không? trên tay của bà một bên á thì bà cầm con dao, tay bên đây á thì bà xách cái chân của đứa con của ông bà bảy đứa con trai đó các bạn mà lúc đó là đứa nhỏ nó dịu hoạt rồi và ông bảy thấy rằng mình mẩy của bà máu không, mặt mài của bà cũng máu không, thì ông mới khựng lại ông mới hỏi rằng cái gì vậy em? sao vậy em? sao vậy? sao vậy? Thì bà Bảy không trả lời Mà bà dơ cái con dao lên vậy nè Rồi một tay thì xách đứa nhỏ dịu quà dịu quạt vậy đó Bà mới tiến 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 tiếng tiếng lại gần ông Thì cái lúc mà bà tiến lại gần ông Ông sợ Ông mới lùi cái người ông lại Thì khi mà ông lùi lại nha Ông nói rằng qua cái ánh đèn dầu đó tự nhiên ông thấy Cái mặt thì đang máu me Nhưng vẫn là cái mặt vợ của ông nhưng bây giờ từ từ các bạn giống như là nó biến đổi các bạn là cái mặt của bà từ từ nó biến thành cái mặt con heo nó to nó bự ra và hai cái răng nanh nó dài sọc xuống vậy nè thì ông mới sợ quá ông mới hết hồn ông ông càng lùi lại xa hơn thì ở phía ngoài là để những cái đồ mọc của ông có mấy cái bàn mấy cái ghế đang đóng dở đó thì cái lúc lùi xa hơn thì ông mới bình tĩnh hơn ông mới cúi xuống ông mới chụp cái ghế thì khi mà ông chụp cái ghế ông mới dơ cái ghế lên vậy nè thì bà bảy mới ngưng lại bả không có tiếng ra mà bà lại lùi vô thì ông mới đi vô thì bà bảy lùi 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 vô ông mới kêu rằng là em ơi em nhưng mà bà không trả lời và lúc đó cái mặt bả như con heo mặt bự ra vậy nè thì lúc này á ông mới liếc xuống ông nhìn thấy đứa con của mình đang dịu quà dịu quạt ở dưới tay của bà bà đang sách nha các bạn sách ngược đứa nhỏ vậy đó thì ông không biết rằng con của mình sao rồi cho nên á là ông mới tính rằng sẽ vô giật đứa con nhưng mà ông tiến vô ông giật giật thì bà cứ lùi không có trong đụng tới rồi bà cứ giá giá cái con dao muốn chém ổng vậy đó thì lúc đó ổng mới tiến vô nha bà làm thấy ghê lắm thì bà ổng mới lấy cái gớm đấm một cái bớt vô trong cái đầu của bà thì khi mà bị đánh như vậy bà mới hét lên rất là lớn xong rồi bà mới giục đứa nhỏ xuống đất bà bỏ chạy ra ngoài chạy mất tiêu luôn thì lúc này ông bảy mới Dục cái ghế xuống Ông Bảy mới chạy lại để ẩm đứa con lên Khi mà ẩm lên đó, Thì đứa nhỏ đã chết rồi Các bạn đứa nhỏ bị cắt Giống như là Bị cắt vô trong cổ Và bị cắt một đường dưới bụng Y chang như là khi mà ông làm thịt con heo Rừng đó làm sao Là bây giờ đứa con của ông bị cắt y chang như vậy đó các bạn Và nó đã mất rồi Lúc này cái bụng của nó cũng lòi ruột ra Trời ơi lúc đó ông khóc quá chồng la quá trời luôn Sau đó ông mới ảnh đứa con á Chạy qua bên nhà của ông bác hai kia Thì mới kêu bác hai Gia đình bác hai mới chạy ra Sau đó mới thấy cảnh tượng gì Máu me kinh dị quá Cho nên bác hai mới hỏi cái gì vậy bảy Gì vậy thì ông bảy đâu nói được đâu Do là còn quản hốt quá Cho nên chưa nói được các bạn Thành ra là vô ngầu hồi sau thì khi mà ông Bảy bình tĩnh lại rồi á, Thì ông mới nói được Lúc này là cũng có nhiều người dân Ở trong xóm mà Hồi đó cũng không có sang sát nha Cũng xa xa Nhưng mà người ta nghe Thì người ta cũng chạy qua các bạn Thì khi mà mọi người rất là đông rồi Thì ông Bảy mới kể lại rằng á, Là mới nãy về là thấy như vậy như vậy đó Thì ông Bảy cũng kể lại rằng Ông đánh vô cái đầu của bả Nhưng mà cái mặt lúc đó không phải là của vợ em Mà cái mặt con heo thấy ghê lắm Em thấy răng nanh dài rồi nè Em sợ quá trời thì lúc đó mọi người nói chết rồi chết rồi không ấy giờ là phải chôn cất đứa nhỏ liền tại vì đứa nhỏ đã chết rồi các bạn máu me tùm lum hết cho nên mọi người kêu rằng là phải chôn cất con của mày liền đi rồi con vợ mày thì để đi kiếm sao nhưng ngay cái đêm đó là mọi người đã chôn quấn chiếu để mà chôn đứa nhỏ này trước thì sau khi mà chôn cất xong lúc này nha rất là đông người mới đốt đuốc lên để mà đi kiếm bà bảy nhưng mà kiếm không có ra các bạn Tìm hoài tìm suốt cả đêm hôm đó vẫn không có ra Cho nên dân làng ở đó đó người ta kêu rằng là thôi để sáng ngày hôm sau đó, là đi qua bên nhà của ông thầy Mo Để mà hỏi ông thầy Mo coi coi làm sao Thì sáng hôm sau mới qua bên nhà ông thầy Mo đó thì khi mà qua và ông Bảy cũng có trình bày lại cái sự việc của gia đình mình. Đầu tiên là bảy con heo làm sao rồi ông nằm, ông thấy làm sao làm sao. Thì bây giờ trình bày lại hết cho ông thầy Mo nghe Sau khi mà ông nghe xong á Thì ông thầy Mo mới nói rằng á là Anh á Là anh bắt nhầm cái con heo tinh Mà nó đã xin anh tha mạng cho nó Để mà nó đẻ con rồi Nhưng mà anh không biết Anh không tha Cho nên bây giờ nó rất là hận anh Vợ của anh chết rồi Vợ của anh chết là từ khi mà anh đặt cái ghế lên đầu vợ anh là vợ đã chết rồi á là nó giết con anh ha nó muốn giết luôn anh nữa bây giờ á tôi á chỉ có cái cách là giúp cho anh á là cúng đầu tiên là cúng xin lỗi nó nhưng mà nó không có bỏ qua cho anh đâu tôi sẽ che cái con mắt của nó để cho anh trốn đi bây giờ ha là anh một á là anh ở đâu anh về chỗ đó ý là về quê bến tre hai á là anh phải đi chỗ nào thiệt là xa anh không có được quay lại đây Nếu anh quay lại đây á Tại vì con heo tinh này nó dữ lắm Quốc ước của nó rất là cao Anh quay lại đây á Nó sẽ tìm và nó giết anh cho bằng được Thì thôi bây giờ á Là anh về chuẩn bị lễ đi Xong rồi á là tôi sẽ giúp anh để cho hả cúng xong rồi cho anh một cái lá bùa để anh trốn đi Thì lúc này á là do là ông thầy Mo này kêu rằng á là ông Bảy phải, phải đi liền cho nên kêu về chuẩn bị thì hàng xóm láng giềng người ta cũng chuẩn bị đồ rồi người ta cũng gom góp tiền cho ông bảy các bạn là mua lễ để mà ông thầy mo làm bằng cúng thứ hai là để cho ông bảy đi tàu xe về thì cái lúc mà chuẩn bị đồ cúng xong xuôi rồi ông bảy cũng chuẩn bị quần áo thì qua ông thầy mo ông lập bằng cúng khi ông cúng nha trời đang rất là đẹp các bạn tự nhiên ha lúc ông cúng ông đọc mà đổ mồ hôi rất là nhiều xong rồi gió thổi mây đang kéo tới thấy ghê lắm thì sau đó đó ông thầy mo này ổng mới vẽ một cái lá bùa ổng mới kêu ông bảy rằng bây giờ anh bỏ vô trong người anh đi đi tuyệt đó anh không có quay lại nha thì lúc đó ông bảy khóc rất là nhiều tại vì ban đầu ông bảy tính rằng á là phải tìm được vợ mình tại vì ông bảy ông thầy mo tuy rằng ổng nói rằng vợ của ông bảy đã chết khi mà ông bảy đập cái ghế lên đầu nhưng mà thiệt sự ông bảy chính mắt nhìn thấy vợ ông chạy đi cho nên ông bảy vẫn còn một cái tia hy vọng rằng bà bảy còn sống cộng thêm á mồ của con mình ở đó cho nên ông bảy muốn đi nhưng mà do người ta khuyên rác mấy người trong làng đó người ta kêu rằng là thôi mẹ ơi mày đi đi luyến tiếc cái gì mày đi mày phải giữ cái mạng của mày sau này rồi tính sao thì ông bảy mới đi ha thì trước khi đi á ông có ghi lại cái địa chỉ ở bến tre á các bạn thì ông mới đưa cho ông bác hai á ông nói rằng anh ơi khi nào mà tìm thấy vợ em á thì anh làm ơn anh biên thư rồi có gì anh tìm cách anh gửi báo cho em biết vậy đó ha thì ông bảy đã trốn đi các bạn khi mà ông trốn đi rồi á trên đó làm sao thì ông không có biết nữa nhưng cái lúc mà ông về bến tre á thì ông đã kể lại cái chuyện này cho gia đình và cho hàng xóm láng giềng nghe thì sau đó tầm khoảng chừng một năm sau á là có người người ta cũng lên lên dùng đó xong người ta về á các bạn thì người ta có gặp cái ông bác hai đó và có cầm về cái bức thư của ông bác hai gửi cho ông bảy thì ông bác hai nói rằng đó là à, sau đó dân làng ở trên đó người ta đã tìm được xác của bà bảy xác của bà bảy nằm ngay chỗ cái nơi mà ông bảy hay đặt bảy luôn là nằm ngay đó luôn và khi mà tìm được xác của bà nhìn bà rất là kinh dị đầu của bà vỡ toát ra các bạn rất là ghê thì dân làng ở trên đó người ta đã chôn các bà bảy kế cạnh bên mộ của đứa nhỏ đứa con của ông bà bảy luôn các bạn thì sau này ha là nhà của ông bảy á đâu có ai dám lên đó đâu cho nên nó là mọi người nghĩ rằng là mộ của hai mẹ con đã lạng rồi tới tận bây giờ cũng không ai dám lên còn riêng về ông Bảy thì về sau mẹ của ông Bảy với lại người nhà của ông Bảy, bà con của ông Bảy thấy ông Bảy khổ. Cứ suy nghĩ tới vợ con của mình hoài. Cộng thêm lúc đó hả là giống như nó bắt đi lính nữa đó. Rồi nó tìm cách nó bắt ông Bảy cho nên đó là mọi người mới gom góp tiền thêm một lần nữa. Để mà cho ông Bảy đi ra ngoài Vũng Tàu đi đánh cá các bạn. Thì về cuộc đời phía sau của ông Bảy là cũng buồn dữ lắm là khi mà ông bảy đi đánh cá thì có một lần đó là thuyền bị đánh mà những người đi chung với ông bảy đều đã chết hết còn riêng ông bảy thì bám vô được một cái miếng gián lớn cho nên nó là ông còn sống thì ông cứ ôm cái miếng gián đó trong vòng mấy ngày cứ trời mưa thì ông ngửa cái miệng ra để mà uống nước mưa đói rất là đói thì lúc đó ông cứ khấn vái ông xin ông xin rằng nó là làm ơn cho ông sống vậy đó khi mà ông sống ông về được thì ông sẽ cúng cái đầu heo thì khi mà ông khấn vái ha một hồi sau cái có một cái chiếc tàu lớn nó đi tới thì nó vớt ông nó vớt ông xong cái hả ông cũng nó đưa ông về vũng tàu sau đó đó ông mới khỏe tầm khoảng chừng tháng mấy hai tháng ông mới về dưới bến tre nhưng mà do lúc đó nghèo quá làm bao nhiêu á gom góp cũng không nổi để mà mua cái đầu heo cho nên đâu có cúng được đâu các bạn thì sau một thời gian á thì ông bảy lâm bệnh rất là nặng xong rồi á là khi mà bệnh á là ông cứ nằm mê man và cứ dạ 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 giống như là ai kêu vậy đó rồi sau đó là ông học máu ông chết thì khi mà ông bảy chết rồi gia đình của ông mới đi coi thầy á thì thầy mới nói rằng do ông bảy thất một lời hứa cho nên ông bảy mới bị bắt như vậy chứ thật ra ông chưa có tới lúc tận số các bạn thì đây là cái câu chuyện mà của ông ngoại bạn đã chứng kiến vào những năm 1960 mấy đã kể lại cho mọi người nghe thì nghe chuyện này các bạn thấy sao? tuy rằng là cũng không có gì mà ma quỷ đáng sợ nhưng mà nghe chuyện này cũng sợ cũng ghê các bạn ha tại vì á hả có nhiều cái trường hợp á là thi cũng đọc được trên mạng với là cũng nghe nhiều người kể rằng á là có mấy con heo nó có thai á rồi nó báo mộng để cho đừng có làm thịt nó đó thì cái vấn đề này thi tin đó các bạn cho nên các bạn nghe xong các bạn nghĩ sao các bạn có tin không các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai câu chuyện này là của một bạn nữ khác bạn nữ này cũng quê ở Bến Tre luôn Bạn đã gửi tin về Để mà kể lại cho kênh chúng ta Mấy câu chuyện ngắn Thi sẽ chia ra Hôm nay là Thi sẽ kể trước ba chuyện các bạn ha Câu chuyện đầu tiên á Bạn kể rằng vào năm 2010 Thì lúc đó gia đình của bạn ở trên phố Ba mẹ của bạn đã mua một cái mảnh đất Ở mỏ cày Bắc Bến Tre thì lúc mà năm 2013 gia đình của bạn mới chuyển về đây và cất lại cái nhà để mà sống. Nhưng hồi đó mua xong cái miếng đất á thì ba của bạn cùng với lại mấy chú bạn của ba nữa mới đi về trước để mà cất tạm một cái căn nhà cho bà ngoại tám của bạn ở trước. Thì khi mà về đây cái ngày đầu tiên ba với mấy chú á là mới đào móng với lại đào hầm vệ sinh đó các bạn và lúc đó ba với mấy chú có dựng một cái bạc để mà ngủ vào buổi tối thì ngay cái đêm tối đó đó ha ba đang ngủ tự nhiên ba thấy có nguyên một đoàn người mà ba nói rằng rất là đông tầm khoảng chừng gần cả trăm người vậy đó mấy chục cả trăm người vậy đó đông lắm người ta kéo tới kéo tới đông lắm thì mấy cái người mà đi đầu á là những người mà cỡ cỡ tuổi ba mà ngột điều rằng họ kéo tới họ đi lại gần ba nhưng ba lại không thấy được cái gương mặt của họ cái mặt của họ nó cứ mờ mờ nó cứ ảo ảo sao đâu rất là lạ nhìn muốn nhìn kỹ lắm mà mình không nhìn được thì lúc đó có một ông cũng cỡ trạc tuổi ba vậy đó ông này mặc đồ giống như đồ xưa các bạn ông mới uh, lại gần chỗ ba nằm xong cái ông mới ngồi xuống cái ông mới hỏi uh, mấy thằng này á Lỡ đâu đến đây đây Ông hỏi vậy đó Mấy thằng này lỡ đâu đến đây ra Sao tự nhiên lại đây rồi Làm gì ở đây rồi nằm đây đây Cái khi mà cái ông đó hỏi thì Một trong những cái người đứng sau Mới nói rằng đó là à, mấy người này á, là ở trên phố xuống đây mua đất rồi cất nhà mà thì lúc mà ba nghe vậy á thì cái ông kia á ông mới ngỗng nhìn ông nhìn xong cũng đứng dẫn đi đi mất tiêu thì ba mới tỉnh tỉnh xong cái sáng hôm sau ba mới gọi kể cho mẹ nghe là hôm qua anh thấy vậy ha cái mẹ mới kêu rằng đó là thôi hôm nay á hả anh dành buổi sáng anh đi ra ngoài chợ mua dịch về cúng đi chứ để mất công tám cho mình làm thì sau đó ba cũng chạy ra chợ mua dịch về cúng thì sau khi cúng xong ba cũng không thấy nữa cũng hả là có cái nhà tạm bình thường các bạn thì đó là cái câu chuyện đầu tiên Tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai Câu chuyện này là do bạn đã trải qua Tuy rằng bạn không có nhìn thấy hình ảnh ma quỷ gì cả Nhưng mà nó khiến cho bạn rất là sợ và bạn nghe tiếng động Bạn kể rằng là sau khi mà bà ngoại tám của bạn về đây ở Thì bạn cũng hay về đây chơi Có một hôm đó bạn về chơi được 5 ngày thì hai ngày đầu tiên là bình thường mà cái bạn nữ này thì tối bạn thức khuya lắm tối bạn thức để mà bạn coi tivi nhiều lúc bạn coi cho tới một hai giờ sáng bạn vẫn chưa ngủ thì bà ngoại tám hay giống như bà ngoại tám thì ngủ trước nhưng mà bà hay giật mình xong rồi hỏi rằng chưa ngủ hả con chưa ngủ hả con vậy đó thì hai ngày đầu là như vậy nhưng cái hôm đó là ngày thứ ba thì tới tầm khoảng chừng 11 một giờ rưỡi thì bạn rất là buồn ngủ rồi cho nên nó là bạn mới tắt tivi, bạn mới đi vô trong buồn đi ngủ. Thì cái nhà này ba của bạn cất là dạng cái sàn á thì cũng được á là đổ cao nha. Nhưng mà cái vách nhà là làm bằng gỗ dừa các bạn. Những cái lỗ dừa, những cái gỗ dừa ép lại vậy nè, thành ra nó có những cái cái kẻ vậy nè, những cái kẻ nhỏ nhỏ. Nếu mà đứng ở ngoài mà nhìn vô vẫn thấy thì nhà này nhà tạm mà cho nên nó là ba cất cũng bình thường đi vô trong có cái buồng trong buồng có hai cái giường một giường là bà ngoại tám nằm một giường là bạn nằm ở phía sau là cái nhà bếp có cái cửa sau mở ra <laughs> thì bạn kể rằng do là buồn ngủ quá cho nên bạn mới tắt tivi bạn đi vô ngủ mà không hiểu sao hôm đó bà ngoại tám là ngủ rất là ngon 8 giờ bà vô ngủ rồi và bà không có thức để mà hỏi chừng bạn gì hết thì bạn mới vô bạn nằm mặc dầu bạn buồn ngủ đó nhưng mà bạn lại không ngủ được bạn vô bạn nằm chằn trọc hoài ngủ được các bạn Mặc dù buồn ngủ quá trời luôn Nhưng lại không ngủ được Thì bà ngoại tám của bạn có nuôi hai bé chó Một bé là chó phóc Và một đứa là chó cỏ Thì buổi tối con chó cỏ nó đòi ra ngoài Cho nên nó là cho nó chạy ở ngoài Vòng vòng ngoài á còn bé chó phóc á, thì cái lúc mà bạn vô nằm ngủ á, thì nó cũng đi vô và nó nằm ở dưới cái đất giường của bạn á thì bạn kể rằng bạn cứ nằm chằn chọc hoài luôn Mà đêm thì thanh vắng Mình nghe rất là rõ Thì tự nhiên Khoảng 15 phút sau Bạn mới nghe có tiếng bước chân Tiếng bước chân này đi tự ngoài cổng á, Đi vô Nghe rất là kỹ, nghe rất là rõ nha Đi vô tới ngay chỗ cái cửa Mới ngừng lại Xong rồi mới đưa tay gõ vô Trong cái cửa mấy cái Mà cái cửa thì cửa này là bằng Bằng cái miếng nhôm, bằng cái giống như là cái miếng ton đó các bạn. Với lại cái gỗ dừa ép lại với nhau á. Cho nên nó là chỉ cần mình đụng vô là nó nghe tiếng rất là lớn. Thì bạn nghe rõ ràng rằng cái người này đi từ ngoài, đi vô tới cửa ngừng lại, xong cái gõ vô cửa. Thì thí dụ như nếu có người lạ thì chó nó phải sủa. Đằng này không nghe tiếng, chó cỏ nó sủa. Không nghe tiếng, nó không tiêu à. Mà kể cả con chó sóc bình thường nó dữ lắm. Mà hôm nay nó cũng không sủa luôn mà nó cứ rên ứ ứ ứ xong cái nó đào nó cào ở dưới cái nền ở dưới đó các bạn. Thì bạn nghe vậy, bạn không biết là cái gì, bạn nghĩ rằng chọn chọn mới trời. Ở đây hả ha, có hai bà cháu nó vô mà nó giết hai bà cháu mình cũng không hay hay. bạn sợ suy nghĩ vậy bạn sợ. Cho nên khi mà cái người đó ngừng gõ ha thì bạn mới quay qua bạn thấy bà ngoại tám đang ngủ bằng kêu ngoại ơi ngoại tám ngoại tám nhưng mà kêu hoài bà ngoại tám không nghe cứ ngủ ngon vô cùng ngon vậy đó thì bạn in ra bạn mới nằm lắng tai nghe tiếp thì bạn cứ nghe cái người này đi tới đi lui thì hỏi các bạn thí dụ như nếu là người quen người nhà của mình phải kêu mình chứ còn đằng này người này không kêu nha mà cứ đi tới đi lui nghe cái tiếng chép mà dép lào các bạn nghe sẹp 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 đi tới đi lui đi tới lui xong lại đằng cái cửa gõ vô cốc 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 rồi đi tới đi lui đi tới lui cái thằng hồi sao cứ đi ra cái đường hông á là đi dài dài cái vách hông á các bạn dài, dài 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 ra tới cửa sau đi tới cửa sau luôn rồi xong đứng đó cứ đi tới đi lui đi tới lui bạn nghe liên tục trong suốt rất là nhiều tiếng mà chó nó không sủa chó phóc nó sợ các bạn nó cứ cào 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 dưới nền nhà liên tục vậy đó trời ơi bạn mới sợ quá bạn mới ráng nằm đó xong cái hả tự nhiên cái lúc này á bạn mới la cho la cái bé chó nó đang cạo dưới im coi làm vậy thì lúc mà bạn vừa la cái nó phóng ra nó sủa nó sủa thì bạn không nghe tiếng chân người đó nữa mà thí dụ như nếu ăn trộm đi thí dụ như nếu mà chó sủa mà ăn trộm nó sợ thì nó bỏ chạy thì mình phải nghe tiếng thình thịch thình thịch đúng không còn đàn này không hề nghe bất cứ tiếng động nào khác thì bạn cũng nằm trần trọc đó cho tới sáng hôm sau bạn mới đi kiểm tra vòng vòng thì hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu chân nào cả các bạn xong rồi bạn mới kể lại cho bà ngoại tám nghe rồi nói với ngoại tám rằng ngoại ơi có gì á à, ba con về ngoại nói ba con cúng đi chắc nhiều khi là người ta hả nhắc con để mà kêu ba hay là kêu ngoại cúng đó thì lúc đó là bạn cũng ở chơi thêm hai bữa nữa xong rồi bạn mới lên thì tầm khoảng mấy ngày sau ba của bạn về khi mà ba về á bà ngoại tám có kể cho ba nghe cái chuyện mà bạn thấy như vậy á thì lúc đó bà ngoại tám cũng có nói rằng á là sao thì quên chi tiết này là bà ngoại tám hỏi rằng sao không kêu bà nhưng mà bạn nói con có kêu mà không hiểu sao bà ngủ sai dữ lắm mà con kêu hoài không được thì bà ngoại tám thấy cũng lạ là tại vì bình thường bà hay giật mình lắm Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là bà cũng biết rồi Mà không hiểu sao hôm đó bà lại ngủ rất là sai Là thi quên chi tiết đó ha Thì sau đó bà ngoại mới kể cho ba của bạn nghe Thì ba của bạn nói rằng chắc nhiều khi do nó mớ Rồi hả nó nghe vậy thôi chứ không có gì đâu Ba không tin Thì chiều hôm đó ba mới đi nhậu Nhưng mà ba cũng uống ít lắm ba không có uống nhiều cái ba mới chạy về các bạn thì khi mà chạy về tới gần cái cổng nhà thì hai bé chó nó chạy ra nó mừng thì ba nói rằng á là khi mà nó chạy ra nó mừng á tự nhiên ba thấy bé chó cỏ đó cái mặt của nó đang bình thường từ từ nó phù 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 ra bự như cái mâm vậy đó thì ba thấy ba mới hết hồn ba mới né nó nó phóng vô thì ba né nó thì ba té vô trong cái bụi tầm vong thì có một chú trong xóm mới chạy qua để mà kéo ba lên dựng xe lên thì sau lần đó ba tin Cho nên nó là ba của bạn đã mua đồ cúng thì sau khi cúng xong cũng bình thường các bạn cho tới năm 2013 nãy thì nói đó thì lúc này ba mẹ của bạn mới chuyển về đây rồi sửa sang lại nhà cửa để mà ở thì khi mà ở á là trong cái mảnh đất này có nhiều vong lắm giống như lâu lâu mình không có cúng á cái người ta xuất hiện để cho mình nhớ mình cúng thì mẹ của bạn kể rằng đó là có một lần đó mẹ của bạn đang nằm cái mẹ ngủ mà mẹ xoay cái mặt vô trong cái vách đó. Thì khi mà xoay vô vách tự nhiên mẹ thấy rằng đó là cái vách nó không còn nữa Mà mẹ nhìn ra được ở phía ngoài luôn thấy ở ngoài có nguyên một đoàn người đang đi thì có một cô gái mặc cái áo màu hồng các bạn Mẹ nói rằng cái cô này á Một bên mặt á, thì rất là đẹp Còn một bên mặt á, là bị cháy Nhìn ghê lắm kìa thì cô này mới đi ngang qua ngừng lại Mới nói với mẹ rằng khát nước quá Làm ơn cho miếng nước uống đi Thì mẹ mới giật mình thức dậy Hôm sau mẹ mới đi mua đồ về Mẹ nấu cháo mẹ cúng Ban đầu bạn hỏi thì mẹ không nói Nhưng sau đó mẹ mới kể lại Thì mẹ kể ba nói rằng Ba cũng thấy cái cô gái mặc áo hồng đó Cái mặt y chang như mẹ thấy vậy đó Một bên đó là rất đẹp Và một bên thì bị cháy hết bạn cũng thấy nữa nhưng mà bạn chỉ thấy cái bóng phớt ngang mặt đồ hồng thôi. Đi thẳng tuốt ra sao chuồng gà thì biết mất tiêu. Thì sau đó ở đó mà cứ thấy hoài á cho nên gia đình của bạn riết cũng quen, cũng không sợ nhưng có điều làm ăn không được. Thì có lần đó người ta chỉ có một cái ông thầy ở bên Trà Vinh á. Cho nên bạn cũng chở mẹ qua coi thì khi mà xem á ông thầy nói rằng sao mà cô mua cái mảnh đất đó thì mẹ nói là hả dạ mảnh đất đó người ta giới thiệu giá cũng rẻ cho nên con mua thì ông thầy nói rằng là cô đừng ở mảnh đất này cô bán được cô bán đi cái mảnh đất này hồi thời chiến tranh người ta chết rất là nhiều cho nên dông hồn trên cái miếng đất này nhiều dữ lắm ngoài ra còn có những cái dông ở ngoài á, thấy ở trong đây nhiều dông hồn thành ra vô tụ lại với nhau Thành ra cái miếng đất này nhiều dông lắm Cô có cúng cỡ nào á Thì cúng chứ cô cũng không làm ăn được đâu Cô ở là càng lúc càng lụng bại á Cho nên nếu cô bán được thì cô bán cô dọn đi chỗ khác đi Thì sau đó mẹ của bạn về nói với ba Rồi hai người cũng quyết định là bán miếng đất rồi mới chuyển đi nơi khác Thì đây là cái câu chuyện mà À, bạn đã gửi về cho kênh còn một chuyện dài một chút nữa cho nên đó là thi sẽ kể trong những tập khác các bạn ha. Thì thôi hôm nay thi kể tới đây thôi, thi đã kể xong tập 1419 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1420. Hôm nay thi vô kể chuyện sớm lắm nhưng mà thi nói cái uh, thi cứ bị ho các bạn nói một chút cứ bị ho, nói một chút cứ ngứa một cổ ho. Thành ra là tới bây giờ mới kể chuyện xong Bây giờ là đã 23 giờ 14 phút rồi Cho nên đó là hôm nay sẽ có chuyện giải chút đỉnh các bạn ha Thì các bạn thông cảm cho Thi nha Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người Chúc các bạn tối nay ngủ ngon Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay à, Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào